quý vị và các bạn, một mùa xuân mới đã về, các chiếu chèo lại mở, tiếng trống phách đàn cùng giọng chèo đàm thắm sẽ lại ngân vang. Hát chèo là loại hình nghệ thuật dân gian mang tính quần chúng và được coi là một loại hình sân khấu của hội hè. Trải qua hàng nghìn năm, các làn điệu dân ca và chèo luôn được lưu truyền và không ngừng phát triển, đã trở thành một loại hình sinh hoạt văn hóa nghệ thuật đặc trưng quen thuộc của nền văn minh lúa nước sông Hồng. Chèo đi cùng dòng chảy lịch sử, văn hóa của dân tộc và có sức sống bền bỉ trong đời sống tinh thần của nhân dân. Từ thực tiễn cuộc sống và những giá trị văn hóa lịch sử, chèo được soạn lời mới, vừa trữ tình sâu lắng nhưng cũng gần gũi mà thấm đẫm ý nghĩa nhân văn. Sinh ra trên mảnh đất nghèo, ta yêu tha thiết điệu chèo quê.